Dạ thưa cha, con tên là Nguyễn Ngọc Ánh. Châu Dầu 2 năm nay thì có thể nói là các con đi lễ được 1 đến 2 lần thôi. Con thấy là nói chung là có nhiều chuyện con rất là bực mình, rất là những thái từ trước đến giờ con làm suôn sẻ thì có nhiều cái thì con làm nó bị vấp vả rất là nhiều, nhưng mà có người bạn vẫn còn đi tới đây, thế là con cũng đã từ 1 tháng nay con hay tới tuần cuối một tuần con sẽ đến 1 lần. Thế con cầu xin được những ơn như là con đã quay về là cái nhất, cái thứ hai cầu cho bạn. Ơn thứ nhất là ơn gì? Dạ con đã quay về với Chúa. Ơn thứ nhất là con đã quay về với Chúa. Năm nay con bao nhiêu tuổi? Dạ 24 ạ. 24 hay 24? 24, 24 cũng 1. 24 cũng 1 rồi, cho một tràng pháo tay thưa anh chị em. Một bạn trẻ 24 tuổi đã được ơn thứ nhất là quay trở về với Chúa. Hỡi những người trẻ còn đang đi đâu loanh quanh, hãy mau quay về với Chúa như là bạn Ánh ở đây. Vì trước khi mà quay về với Chúa, bạn gặp bao nhiêu là những cái chuyện rất là đau khổ, rất là buồn phiền, rất là phức tạp. Rồi bế tắc quá, một người bạn dẫn chị đến đây và bạn ấy đã quay về với Chúa. Và nhờ đó, những khó khăn, những thử thách và những cái điều không may lành đã biến đi. Để hôm nay bạn ấy đang đứng trước mặt chúng ta làm chứng cho Chúa. Ơn thứ hai Ánh. Dạ con thi nói chung là cũng có xích mích với thầy cô, cho nên là bị cấm thi đến 3 lần. Nhưng khi con lên đây cầu thì con cũng đã thi được và lấy được bằng khá. Với lại việc kinh doanh làm ăn của con nó cũng suôn sẻ hơn ạ. Rồi đó là lần thứ hai. Còn ơn thứ ba là thường thường tối đến như vậy là mẹ con hay bị nhức á. Thế con cũng lên xin cầu. Thế cuối cùng từ bữa đến giờ về thì thấy mẹ hỏi mẹ còn đau không? Mẹ kêu không, tao rất khỏe cho nên là tối vẫn thể đi chơi thể dục với ba được ạ. Đó là... Cho nên là con tin rằng không chỉ con đứng ở đây mà tất cả anh chị em ngồi dưới đây cũng đều muốn lên tìm chứng cho Thiên Chúa. Đúng không ạ? Vì vậy con xin cầu chúc cho tất cả mọi người là trong năm mới này những người nào chưa đạt được những mong đợi gì hoặc là những người gặp khó khăn gì thì hãy về với Chúa. Đảm bảo với mọi người đến với Chúa, mọi người sẽ được như ý nguyện và còn hơn thế nữa. Con cảm ơn. Hallelujah! Anh chị em nghe một bạn trẻ nói đến với lòng thư xót Chúa mọi người sẽ được như to lên, mọi người sẽ được như ý nguyện. Ý nguyện, cho nên anh chị em đến đây lại bàn khấn nguyện, anh chị em viết là như vậy. Vì không phải là mình tôi, nhưng mà cả cộng đoàn, cả ngàn ngàn người ngày đêm, ngày nào cũng cầu nguyện cho những người xin khấn nguyện. Làm sao mà Chúa không ban ơn. Anh thích cái gì cho tặng cho con? Dạ ảnh đi ạ. Anh phải không? Đây, cho tặng con tấm ảnh lòng thương xót Chúa nha. Và đây là cuốn tập san để anh về giới thiệu cho những người khác nghi thức đón Chúa vào nhà. Rồi, tặng thêm cho con một cái đề can Chúa ban ơn và mẹ lòng thương xót. Tết con có ghé đây đi lễ được không? Có chứ ạ. Rồi, có thì cha sẽ để dành lộc xuân cho con nha. Rồi. Cảm ơn con.